Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhá. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại tại gia đình nhà bác Vinh Vân đây, tại khu Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hôm nay đến là bàn giao cho gia đình một bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ đỏ cột 12. Đấy, như là một bộ bàn ghế ăn đây. Đây là bác Vinh chủ nhà đây. Đấy, một bộ bàn ghế ăn ở trong nhà đây. Đấy, bộ bàn ghế ăn bao gồm 6 ghế. Đấy. Đây là bộ ghế nghi đỉnh. Ok em nhá. Đấy, đây bộ bàn ghế 6 món cột 12. Chất liệu gỗ đỏ đục mẫu nghi đỉnh. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì có thể tham khảo mẫu sản phẩm này, có liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhá. Đây là gia đình nhà bác Vinh này. Đấy, ok. Bác là bán tạp hóa ở tại Phú Lạc. Đấy, đây là em trai xem trên TikTok và biết đến xưởng ủng hộ anh nhá, cảm ơn em nhá. Chú tên gì nhỉ? Ok.